Đấy nhá. Ok, hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Việt Nam. Matilo chào các bạn đây. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Matilo. Ok, hello con. Ok, hôm nay đưa mọi người đi Bana Hill ở Đà Nẵng. Cáp treo dài cao. Ô, tài xế vào đây ngủ sớm đấy. Mệt quá. Vâ, vào đây ngủ sớm đấy. Đi tiếp à. Cáp treo nghe nói là dài cao nhất thế giới. Giờ phải đi đâu? Băng qua mấy ngọn núi. À, đi xe buýt đó. Đi. Nghe tôi ơi. Đâu làm sao mà đi vòng được? Cho lôi con thử cảm giác cáp treo. Lôi con thì chú Tiến đi bao giờ đâu? À, chú Tiến chưa đi à? Chưa. Mình chưa đi bao giờ các bạn ạ. Cứ nói là lôi thôi. Đổi tôi hết cho lôi thôi. Ôi, stop rồi. Đỡ đông người quá rồi. Xe đi Angola. Xe lên là máy bay Angola ha? Hả? Angola đúng không? Đi Angola hả? À, lôi tí là cho xem phản ứng của lôi nhá. À, khi đi cáp treo như thế nào nhá. Lôi nhá, đi lên một tên nhà ấy. Ở bên trên Monte nhà ấy, à, giống ở Raphael ấy, à, giống trên bản là núi nhiều ấy. Ê, đứng đây cho má này, đứng đây đấy, đứng cho má này. Đứng đây cho má này. Đấy, ui giời ơi. Tí nữa phải chờ nhỉ. Lôi. Chú bảy thôi. Dạ vâng. Đây. Thôi đây rồi. Vâng, chào các anh. Đây. Ồ, phải đi xe buýt ra cáp treo à? Lôi ơi. Ơ thế là xe này đi về Angola. Lôi đấy ngồi đây. Lần đầu tiên lôi đi nha mọi người. Còn các chú đi nhiều lắm rồi. Về Angola chú đi nhiều. Đi Angola các chú đi nhiều rồi. Lôi bôi kem chống nắng chưa? Nắng lắm. Bôi kem chưa? Kem mì chưa? Chưa. Tiến đâu? Dạ. Tiến đâu? Tiến ở ngoài xe. Tiến đây nào. Vâng, lái xe ngoài. Có người hỏi rồi, có người hỏi rồi. Mở ra, mở hết mũ ra, kính ra đâu. Em Tiến đây. Ai của em đây? Ai. Ê, chào anh nhá. À, vâng, ok anh. Vâng. Thầy Tiến thấy mất kiểu không ạ? Bịt kín quá. Em bịt kín quá. Tỏ là bao nhiêu lâu nay là mình bịt kín. Ô Lệ không lên nhỉ? Vâng, Lệ, vợ chồng Lệ sắp đến đấy rồi ai ạ? Đi ở đâu à? Vâng, cả hai vợ chồng. Đi về Angola thì đi đâu chứ? Cả hai vợ chồng Lệ máy bay rồi. Lên thì mình máy bay rồi hỏi đi đâu. Anh có xem Lệ không? Ờ, thế à? Lê chơi xem. Vâng, hai vợ chồng mới sang Angola tuần trước. Hôm nay không đi cùng bọn em. À, cũng được. Cũng bình thường. Ở trên kia chờ cái ấy mới đông kìa. Xếp hàng lên kìa. À, đoàn một vào. Dạ. Có cái ngồi uống cà phê đây, ngồi uống. Hôm nay là đội tuyển Brazil này đang ở Đà Nẵng ấy nhỉ? Thật ra? Ờ, tí mà gặp Rivaldo với cả Ronaldo với cả các thứ là anh em mình nói chuyện được ấy. À, Bồ Đào Nha. Amigo. Brazil là Bồ Đào Nha đấy. Amigo. Cứ Amigo là được. Rồi, đi với chú Linh nào. Dạ vâng. À, chuyến bay ở đâu nhỉ? Chuyến bay đi Angola ở đâu nhỉ?
Đâu Nhật Lệ biết đi trước còn gì nữa. Mua cái gì mà Bujinit. Bujinit. Bujinit nhá. Bujinit. Cô lại mua vé cả luôn nhá. Thương gia thôi. Ờ phải thương gia ấy. Ui. Tiểu Hoa anh người à. Hứ? Giá gì gì mà Tiểu Hoa anh người ấy? Ơ, lôi có cái này mát rồi. Cứ lên thử nào. À, dưỡng da thì là 1.2 triệu. Mát quá. Lấy của lôi luôn. Lôi à? Này đi chơi không về Angola đâu. Đi chơi hả? Đi chơi hả? Ờ, mua vé lên đấy rồi nghỉ tiếng sau. Thôi để Nhật Lệ đi vào mua vé đi. Đây, biết đi vào mua vé còn gì nữa. Biết tiếng không mua đi. Biết tiếng rồi vào mua cái. Còn anh ở đây là mơ lắm rồi đấy. Quay này, à quay dịch vụ này ưu tiên rồi. Không phải. Bên kia. Đâu. Ơ, đấy. Mới chưa đến cửa mà mệt rồi. Thôi, để đấy, con chi gọi cho đại giả nhá. Để con chi này cho chúng tôi nhá. À. Ủi thế à? Sao lại thế nhỉ? Người... À, người Việt Nam 600, người quốc... Ô, người quốc tế 900, người Đà Nẵng 500. Tầm này mệt thôi. Mét mốt thôi. Bây giờ là mua vé để chờ đi lên xếp hàng để lên cáp treo. Xếp hàng chắc là cũng khá là lâu đấy, 2-3 tiếng đấy. 2-3 tiếng đấy. Đi chùa hương cái gì cũng xếp lâu lắm. Cái này á? Ý là xếp hàng cơ. Nhanh á? Ồ thế à? Thế thì được. Ờ, cứ lấy vé đi thôi. Gì đấy? Đá. Đá đấy, biến đôi lông quá, biến đá đấy. Biến thành đá đấy. Đây con chó này, chó. Đây con chó, ở đây con mèo này. Con mèo chứ. Con mèo này. Chắc là con mèo này hư nhờ. Ờ, mèo không ngoan. Con mèo không ngoan là biến thành đá. Biến thành đá. Ồ. Sao lại cái, à vào đây. Vào đâu nhỉ? Ôi giời. Ơ, ở đây rộng nhỉ? Như sảnh của khách sạn đấy nhỉ? Thế à? Đi, lên, ôi, đi lên tàu đúng không? Đi lên. Đẹp đấy, chỗ này rộng hết đấy. Ở trên đây có đẹp không cô ơi? Đẹp. Sao cô đẹp cô về sớm ấy? Đẹp lắm rồi. Đi lên một tên nhà trồng ngô. Đi lên một tên nhà trồng ngô. Angola phê rau. Angola đẹp đúng không? Các bạn nghe cái gì ơi? Rồi, thì mình qua trước đi. Đấy, cứ cho nó qua đi. Cho qua đấy đi rồi. Đây, để cô đứng bên đây này đi. Đứng bên này. Bị bắt rồi. Thôi, xong. Có ai đứng lại với cô không ạ? Rồi, xong. Đứng chờ thôi.
Hả? Đứng đây còn gì nữa? Đi đâu? Xách bé kìa. Hả? Lối. Đi đi đi. À không, đứng đấy để chú Linh đi mua vé. Con hôm qua. Con bên sau, bên sau. Không, cứ đứng đây đó. Đứng đây đã, chú Linh đứng đây mà, có đi đâu đâu. Cả ngày cứ hay sở. Đọc bên đi. Đấy, cô bắt rồi, cô bắt cô đi rồi. Không có, không có, em khác một đại sư. Thôi, không có, không có, không có. Không có, không có, không có, không có. Đấy, đội này cho ngầu. Đi thôi, được rồi. Cứ ai sợ. Đi kiểu này đi nhốt thế. Cái này giống như ở trang trại dê của bọn Bồ Đào Nha ấy. Cái này cứ từng con một đi, đi lúa như này mà. Dê củ đầu đàn. Dẫn đường đi. Đây, quá wow, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Mấy người đấy? 6 người à? 6 người không? Đi Angola rồi. Angola rồi. Angola. Vào đi, ngồi đi, ngồi cho vững này. Ngồi cho vững. Ngồi cho vững, chào chào các bạn. Chào chú đi. Ủa con này ngồi ngồi vững nha. Bao giờ sợ lắm đấy. Điều hòa đâu ra ấy. Chết, mình sợ đồ cao ấy. Ghê lắm. Thật á? Wow. Ôi ôi ôi. Ô ủa, có cái đoạn đấy kìa. Sao lôi 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 lì lì nhỉ? Sao lì thế nhờ? Đáng lẽ phải hãy đấm đi. Cái này cũng có ấy nguy hiểm gì đâu. Ừ. Bình thường mà, tại vì... Không, cái kia mình ấy, nó cao. Ủa, cao hề. Cao lắm đấy. Hả? Đến đoạn này. Đến đoạn này, đến đoạn này. Đây này, máy xe mình máy dưới kia kìa. Sao đây? Bắt đầu sao? Lôi gì. Wow! Cái này lừa đấy. Rồi. Đang đi Angola rồi. Lên máy bay. Đây đang Angola đấy. Đang đi về Angola đấy, có gì nữa. Wow. Ôi kìa, nhìn kìa. Lên xuống cho đi. Ui, nhìn thế này, ghê đi. Đừng có nhìn. Nhìn. Ui. Chân run à. Hai chân quéo rồi nhá. Sợ đồ cao. Mày sợ đồ cao. Đây đi, chả sợ gì ấy. Nói với mặt. Ô, tay thì bố lôi. Đâm rồi, hai chân kéo rồi. Lôi chưa à? Lôi. Nó cao ấy. Ô, từ từ từ. À, gió thổi lại. Biết nhất là đi đoạn này. Lôi, nhìn dưới này. Bố lôi à? Wow, ê, lôi, la. La y. Không nói chứ cái này là nó sát cái sườn nhìn nó không bị cao, không bị ngợp quá.
Còn mà để mà nói không có núi này mà đâm thẳng lên đấy. Như ngoài ở gì ngoài biển đấy, ngoài chỗ gì nhỉ? Ôi tai anh nghe gì nữa đấy? Lôi nhìn thấy kia rồi, lôi. Ôi tai nhanh đi. 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 Đừng mấy ngày ấy. Này, đi được cáp treo này. À, cáp treo lần đầu đấy. Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên đi cáp treo ấy. Nhiều người đi cái này là ngất luôn. Ngất luôn à? Bị yếu tim luôn ngất mà. Ờ thật ạ. Ê trời ơi. Mấy sư bé. Cô bé mình xem. Ôi, chú cái này. Wow. Cái đòn này ghét nhỉ. Lúc này đấy chứ. Ủa tay rồi. Ngày xưa bé mà xem phim thấy có mấy cái cáp treo là mình không biết là ở Việt Nam là bao giờ mới có để mà đi nhỉ? À. Này. Thì từ ngày xưa thì anh. Rồi anh thừa à? Ngày xưa anh bé rồi, anh xem rồi em mà chưa đẻ. Đi ngồi chỉ đi một tia gì mà. Cái nhà có người tuổi thế là mấy. Rồi anh thừa à? Rồi anh thừa. Hoàng quay xuống dưới này, ngồi ngớ bao nhiêu không kịp. Rắn. Rắn con có ở đây à? Đấy, nhiều. Nhiều có kể luôn. Rắn đấy, nhiều rắn lắm. Rắn ở trong này có nhiều. Chí sẽ gây lửa, diễn. Làm lại đi. Sụt sụt vẫn, ê, chú Linh ơi nhá. Từ từ nhá. Ôm chân chú Linh nhá. Từ từ nhá. Làm nữa. Đến kia nhá. Lý ấy. Không sợ nha. Anh sợ hề. Sợ. Cái này không cần nhiều lắm. Không sợ nha. Sao lại không sợ nha? Cái trò kia là bằng sợ nha. Tôi sợ không? Không nhỉ, đúng không? Không à. Này, chuẩn bị đến cái sập sập rồi nhá. Ơ, cáp bên đấy không đi hay sao? Chuẩn bị đang bao giường. À, bao giường à. Ôi, chuẩn bị đến cái sập sập rồi nhá. Úi giời, được. Nhảy lắm. Nó thích cái này lắm. Nhảy lắm, đan xà tí ạ. Đan xà bu cao đủ là vây vệ đấy, rồi. Rồi, đan xà tiếp đi. Xong rồi tí nữa đến cái kia thì sợ nhá. Chuẩn bị đến rồi đấy nhá. Bác tí lôi sợ không? Hỏi bố xem. Ở bài đây của mấy đứa. Này lôi kìa, đan xà kìa. Lôi kìa, chuẩn bị kìa. Lôi kìa, nhanh. Chuẩn bị này. Đi lên lên bên chi? Hả? Đi lên bên chi? Đi lắm. Trên này có cái gì đẹp không? Sợ này. Sợ này. Ông này. Diễn viên đấy các bạn. Em một cái mưa đâu ra kia. Như chú ăn cái gì. Đứng đây này. Xa hề. Ông Lý thật. Xa hề. Cao hề. Lâu. Chuẩn bị kìa. Đang lâu á? Lâu lắm. Thế à? Đi lại quay. Lên cao thế à? Trên này đẹp lắm. À, này là xây kiểu kiến trúc của châu Âu. Rồi, ok.
Đi, đứng lại, chủ đang sợ. Đây bạn tôi vào đây này, ở xa xa đi tới này. Ủa, xa thế á? Ừ. Đi gặp đâu lên tận đấy đó. 5 cây mà. Ui, 5 cây. 5 cây thối mà. Mấy cây? Đẹp lắm. 5 cây thối. Ồ, 5 cây thối. Thế à? Đẹp lắm. 5.700 mét mà. Xa nhỉ? 6 cây, gần 6 cây mà. Ủa, bàn tay đâu? Đây, xa xa kìa. Ở đâu mình còn chưa nhìn. Thế á? Cái vòng mà tay nhiều chợt lên đó kìa. À, đúng rồi. Ờ, ừ nhờ. 5 ngón, 5 ngón, 10 ngón. Xa nhỉ? Đẹp lắm. Giờ mới đi được nửa đường không? Nửa đường rồi. Ê, chỗ ông đi. Rồi thấy chưa? Ông để lì đấy nha. Ở bản như thế mà sao tự nhiên đi Việt Nam. Đấy, như con địt. Như con ý người ta khóc khóc ấm rồi. Phải không sợ nhỉ? Ở đến bản mà làm gì mà có biết mấy cái này đâu. Mấy là chưa từng đi đổ cao bao giờ là. Nhảy đi, nhảy đi. Liều. Gan to đấy. Ừ, có nhạc à? Này, nghe nhạc là nhảy đấy. Đây lấy điện đâu nhở? Chạy. Ủa? Chạy bằng điện mà. Cáp mà không có điện thì làm sao mà chạy được? Điện vào cái ô này mà. Cái này mà phải chống đạn như vậy à? Ô, cái tấm kính không anh ạ? Kính không đấy. Kính Meka không ấy. Thế mà không bỏ dựa kính cái này. Ôi ơi. Hả? Không dựa cái kính. Đây là cái dựa này, giờ đọc cái đúng dưới này, nhiều khi là dưới đường dưới kia đây. Đây thì đây là các chủ sở chứ cháu này không sợ. Không đẩy đây, đừng có vìn đấy. Kết tay ra đi. Tốn này không thể gì đâu. Người số là phu phu rồi. Lý đấy nhỉ. Ở đây thì thú nhiều lắm luôn này. Rắn to. Căn. Căn. Rồi, đến đến nơi thì sẽ quay tiếp cho mọi người. Với cái gì đấy chưa? Tưởng tưởng lôi nó sợ, hai người các chú sợ hơn lôi. Đây đấy. Khách sạn đấy. Bao năm thu hồi vốn nhỉ? Dạ vâng. Lúc nào xây tiếp này? Đây xây nhiều lắm. Đầu tư nhiều lắm. Thử xây khách sạn cho mọi người ở. Đôi vào đâu. Ôi. Tao chuẩn bị ra nào. Ôi. Gì đấy? Con rồi. Chết. Con rồi. Từ từ. Con rồi. Ôi, ôi. Cho chủ ơi. Chào chị. Chào chị nhá. Rồi, rồi, đi. Lên. Đi lên. Wow, ở trên cao nhìn nó khá hẳn nè, mát mẻ hơn nha. Ở trên cao nó mát mẻ hơn. Ăn cái gì nói lắm rồi. Đây ăn gì đi. Thật đấy. Cào. Cào rột thế này. Kim. À. Ủa, trên này khách sạn nó gì luôn à? Lôi thịt nha. Wow. Matilo rồi, Matilo lên đây. Ừ. Lên đây như kiểu một thế giới khác kìa. Wow. Vâng. Muốn đi thu. Đây, ngồi lên máy, lên máy mình đi. Ngồi, lên máy mình đi. Được không? Rồi, ok, đi di chuyển đi. Đi ăn đi ăn. Đi ăn. Ăn được nào? Đi vòng nào.
Ôi, đi xe nữa đi. Hôm nay vừa lạ như lạ lắm đấy, giờ đi quay chụp như lạ lắm đấy giờ. À, người Pháp đứng cái hãng này. Chứ ôi gì vậy nữa. Chụp ảnh các chiều luôn. Ôi giời, răng nhìn là chết đấy. Giờ mình vào mấy nhà này thôi. Ăn à? Chơi đã chứ, mới đi ăn xong. Đói lắm à? Đóng hai bát phở mà đói lắm à? Nhưng mà đi xa Linh như này thì mình làm sao mà thu được? Linh ơi! À, trên này không khí vẫn mát hơn đấy chứ nhỉ? Phục vụ người nước ngoài nhiều nhỉ? Ăn kem đi, ăn kem đi! Ăn kem thôi! Ăn kem đi! Ăn kem! Phụ nữ đang ăn lắm à? Hay vào trong nhà cho mát nhỉ? Đi như cháu toan rồi. Kem đây con lè. Kem đi. Từ từ lắm. Em ơi, chị bảo em lấy kem đây. Lấy kem gì, lấy kem gì, lấy kem gì. Chào. Lấy đi, con lấy đi. Con lè cái à? Một cái. Mỗi người một cái, lấy một cái. Con lè lại đi. Đậu xanh à? Dạ, cái này chocolate, cái này rẻ. Dạ. Rẻ. Mấy bao tiền không? Dạ, có mấy lắm 1 cây, vậy là 5 cây. Anh này nửa viên được lọc. Nước lọc thì cũng được lọc. Nước lọc còn mấy, nước lọc cả đâu không? Thôi đừng lấy chai. Lấy chai. Phải là 5 cây kem thôi. Dạ, trong túi, trong sầu lọc viên đó. Lấy chai mát. Lấy chai cái nước lọc mát đó. Thế 1 cái được lọc rồi. Là bao nhiêu? Em ơi, thì... Nó bờ đâu nhỉ? Nó bờ đâu? Cơ ơi, bờ đâu ạ? À? Cơ bờ đâu ạ? À? Cơ ơi, bờ đâu ạ? À? Ra góc nào ngồi giờ? Không lạnh lắm đấy sao? Kem này kêu không lạnh lắm đấy sao? Đấy, kem này không lạnh lắm. Kem nó phải lạnh toát đấy, nước thì chả lạnh lắm. Ngon đấy. Ngon đấy. Cái nó đang gân ra cả. Ừ. Nước kia nè. Lê không ăn. Chị ơi. Được đấy. Cái hỏi là cái cơm chơi. Ôi, cơm đậu kìa. Ôi, đi thẳng đây. Lỡ con đấy. Đi thẳng đây à? Lỡ con. Đi thẳng một mạch cái gì? Chào cả nhà.
chào Nhật Lệ. Dạ, em chào chị. Chào tím Quang Linh. Vâng, đây là bà chính vứt rác rồi. Cho mình chụp ảnh một bức ở lớp con. Chụp ảnh lớp con á. Con thích không? Chào Lôi. Chào Lôi. Cháu đang uống nước. Mình cũng người này án ở Lôi à? Chào cô. Chào cô à. Chị to. Chị to, chị to. Nhật Lê có thể chụp giúp mình. Lại đâu này, chụp ảnh này. Lôi hai. Lôi hai. Để người đây chị này. Chị đứng sau Lôi đi, em đứng sau Lôi đi. À đây đó. Dạ, lô cười này. Lô đây, lô này. Anh cầm cho cô lô. Cầm máy, cầm máy, cầm máy. Đây, đây, đây. Hai, ba, em ngồi xuống. Em ngồi xuống. Cho mình xem là đẹp cho biết. Đẹp rồi. Cho ăn cơm kem á. Ngon không luôn, ngon không? Ngon mà. Ngon nhỉ? Ngon ngon mình ăn kem con à. Ui, rơi ăn này, bắn hết rồi này, bắn hết tay rồi. Để chụp lại cái gai giếng lần ở đâu người ta chỉ mình đi. À, vâng. Cái gai đó người ta gọi là tàu hỏa leo núi cao nhất Việt Nam ấy. Ủa thế à? Là mình đi qua cái đó không? Nhớ chứ, đây là khu nhà, khu vui chơi trong nhà này này. Chơi được lâu ấy. Không, nhanh lắm. Hay là cái này đó, lỗi rồi nè. Muốn đi chơi trước á, mình sẽ đi qua bên kia trước. Bên kia tầm khoảng độ khoảng 45 phút. Dạ. Mà qua đây mình chơi chiều mình về. Anh Khánh, Khánh béo. Khánh béo, Khánh béo. Hướng dẫn viên du lịch ở đây khu này à? Đà Nẵng, bà là Hiu ạ. Đây là chuyên từ Quảng Bình đổ vào Nha Trang Đà Lạt. Ồ thế à? Phần to hơn cả anh nói đúng không? Về đây lâu không? Dạ. Về lâu không? Về ở Việt Nam anh. Hai tháng. Để sang năm cố gắng làm visa cho mình sang kia đi. À vâng. Sang đây nhớ là huấn luyện viên của tôi nhé. Vâng. Ôi bóng này. Bắn chứ. Anh cho xin chỗ bạn được không? Tí nữa. Đó, chúng ta đi. Đó, chúng ta đi nhá. Đó đi. Rồi. Đó, cảm ơn chú luôn. Đấy. Ok, cập rồi. Đấy, chú mà không dắt đi thì không ai biết đâu được. Cái này cắt cần thái cho nó rồi. Ồ. Bây đi đâu rồi? Đây, đưa Lôi đi chơi này. Ơ, cái gì đấy? Cái này mình mà không có anh Khánh này mình làm sao mà biết được? Không biết, không bao giờ biết được. Cái này phải có hướng dẫn viên đấy. Từ đầu sau về không có hướng dẫn viên đi. Đây. Phút ngày có 500.000, 600.000 đã không rồi. À? Ôi giời, biết mơ. Không biết đâu. Lâu lâu mình về đây mình phải làm giàu cho quê hương đất nước. À. Đấy. Nhưng không ai biết chắc là trên này gì ấy nhỉ? Không, nhưng bình thường em đi thì có vụ gì đâu. Có biết gì đâu, cứ đi thôi. Cứ đi chụp ảnh ở ngoài thôi. Cứ đi chụp ảnh nhưng mà, ngoài nhưng thôi. Mà bút thì bút ở đâu cũng được đấy. Ở trên này bà Nà nó cho bút nhân viên một ngày 1.200.000 lận. À. Còn từ đây mình thì mình qua công ty. À. Công ty thì đã lương thêm bằng nửa tiền ở đây nhé mấy. Mà hầu như chỉ còn người nước ngoài mới bút thôi phải không anh? Đang đi khách Việt mà. À, khách Việt à? Ừ, đang đi khách Quảng Trị. Công ty. Người Việt vẫn ấy bình thường mà. Có chứ, bởi vì mình bản thân mình đi đây thì không biết đâu. À. Tối như này. Tối như này. Kính bỏ kính ra. Ừ. Chắc như thế tối tối. Ờ, lôi ai biết. Dạ, à bây. Ủa? Xe à? Đi xe máy đi à? À, gặp cô Lôi à?
đi xem gì nhỉ? Anh ấy đưa bên mỉa quán á. Vâng, anh ơi, anh đưa một người tin nhà mình sang cái lầu đài sao? Dạ. Chỉ cho mình tí mình xem xong. À vâng. Tí mình xem xong mình xuống là cái ga này. Dạ. Chị qua đây. À vâng. Để anh về với khách mình đã. À vâng vâng vâng. Để anh về với cái đồng rất là nhanh. Dạ 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 dạ. Nhớ về trong tim mình nhắc cái lúc này mới nhắc lên tôi rồi đó. Rồi. Cứ nói là chung chung là có nhân viên ở đây đó. Chói nha. Ok, hãy chói nha. Dạ vâng. Bây giờ hỏi mà khách bên đó đang tìm mình chắc chết luôn. Đi vào đi rồi, đi rồi. Chị ơi. Đồng lại. Mình di chuyển lên này đứng cho mình nhìn coi. Lên đây cho mình nhìn. Cảnh nào đâu cái bên quen luôn. Anh Tiến ơi. Lên đây nhìn. Lên đây nhìn nhá. Mic này cả gắn mic vào. Ta chú bên đây để chú bên đây. Đây để chú bên đây. Đây chú bên lên. Chú bơi à? Đây nhìn đây này. Chú bơi. Thôi đừng em ở bên châu Phi đây á. Bên đi châu Phi ăn chậm được không? Đấy chuẩn bị đi rồi. Đấy chú lái tàu đấy. Đâu thế nhỉ? Mà chú sắp đi chưa? Không đi chậm đâu em ạ. Đi qua bên này là khu mới nhập bên này chưa. Nếu như mà bên này cũng có một viên thì biết rồi. Đẹp chưa chú Hoa, có anh thiết đẹp chưa? Này mà không anh không, mình không biết đi đâu luôn nhỉ? Đang đi đó, đó các bạn không có gì chơi hết. Đang đi ngắm cảnh. Cái này vẫn có cái dây nó tời ấy chứ đúng không? Cái này tời đấy. Chứ nó không có động cơ đúng không? Ở bên này là cái gì? Nhà hàng ở khách sạn à? Không, cái này là sau này nó làm đường dẫn nó để chú Tiên ơi, cái này con chạy được à? Hả? Cái này con chạy được à? Xe luôn chú... bên này cơ mà. Không, cái này à? Cái này thì không, ở đây thì là đường dẫn đấy. Sau này nó sẽ cho thuê mà cho thuê kiểu như máy cái thời trang rồi đó. À, biểu diễn thời trang vậy ạ? Như máy cái điểm bán đồ thời trang rồi đó. À. À, phải đúng, hai tàu phải cùng một lúc khởi hành đúng không? Đêm nha. Chứ không là làm mấy cái râm. Ở bên nào, ở bên là kia cũng nhìn chú. Bơi lội, đẹp không? Bơi lội bảo đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Lâu đài mặt trăng mình đi xem phim trải nghiệm. Nó sẽ có một cái rạp mắt này, nó sẽ đưa mình đi vòng quanh thế giới. Ủa? Ủa thế à? Anh ơi, ngồi trên ghế à? Tiên Quang Linh mới bước lên là bước dẫn rồi. À. Đến rồi. Đến rồi. Đến ga rồi, lối rồi này. Đi về Angola rồi. Không biết vòng quanh thế giới có Angola không nhỉ? Có chung view anh? Có. À có. À. Wow, có màu xanh xanh đó, chị Fantasy Park rồi. Tới rồi. Nhìn thẳng hướng qua phía sau của quả địa cầu màu vàng là có. Anh nhìn thẳng một hướng qua cái phía sau của quả địa cầu màu vàng là có chữ Fantasy Park đó. Fantasy, chào cô chào 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 ch
không đùa chứ, tại vì lên đó xong mọi người xem không tới. Thôi bây giờ chào đi, chào đi. Đây chú dẫn đi. Mấy tuổi rồi ơi? Có mấy tuổi rồi? 5 tuổi à. 5 tuổi à rồi. Chết. Đẹp, quá đẹp luôn. Ui giời ơi, may mà có anh hướng dẫn viên Huni Thu á. Làm một vai về phim mình. Phim mình là gì? Hiểu à? Mình làm sao biết được? To rộng như này mới sao được. Bây giờ đi xem phim hả? Đi xem phim hả? Phim gì? Phim 5D à? Lôi đi đây. Bố lôi đưa máy telephone ra mà tira photo đi, phim ma đi. Đi phim ma đi gì nữa, ngại cái gì, ông này cứ ngại. Ông mặt đi lôi. Ui, nhìn như cung. Ui đẹp ê. Trên này đẹp ê. Ui bằng đá này. Bằng đá mà ấy nhỉ. À đâu cái này ra xong rồi gạch lại chứ. Đường này. Đường này Vinh ơi. Tầm khoảng 250 người. Còn cái rạp bên này có 2 rạp. Dạ. Cái đó chỉ chứa được 20 người thôi. Vâng. Cho nên tí nữa khi mình đi vào chung một lúc để mình vào xem một lần. Dạ. Lấy cái lâu đài này xây ra chỉ để như thế này thôi. Khách đi qua đi lại thấy ai cũng nghỉ ngơi thôi. Ồ. Mấy cần tôi à? Chào. Anh ơi, em đo lại béo rồi ạ. Vừa kít. Dạ chưa đủ anh ơi. Được rồi. Lên rồi ơi. Chưa tới anh ơi. Chưa tới là không vào. Hả? Chưa tới là không vào được. Đâu? Thằng này nhún lên. Nhún lên. Bé 150 sao đây nhỉ? Lên rồi. Dạ. Lên rồi đây. Được rồi. Dạ chưa đủ. Cái này, cho tôi lên cầu 1 tắm được không ơi? Ồ thế à? Dạ. Rồi xong. À đôi mũ vào là được đấy. Chụp ảnh với lời cầu 1 tắm được. Cái này là quy định an toàn bên em á, nên là anh thông cảm với em nha. Thôi thế thì thôi, quay về. Thế thì bây giờ làm sao mà ấy được? Thực ra về thôi chứ, chủ yếu là lôi thôi. Chủ yếu là bạn này đi vào thôi chứ. Thôi lôi ở ngoài nhá. Đi vào đi. Alo. Thôi đi chỗ khác. Ok. Đo lại. Không được. Lên này, cho chụp một lời con 1 tắm rồi nè. Dạ vâng. Đâu ra cái chút kiểu đó. Được rồi. Đi đâu đấy. Ok, cảm ơn bạn. Anh em đi ngay. Hai ông cô. Alo. À, rồi, ok, một cái sẵn nữa nào. Ok, cảm ơn. Thôi, đi đã. Chưa ấy được cực kỳ. Số tầm mấy nhỉ? L1. Lúc ban đầu thằng Lôi này đo 1m11 mà mất vé mà bây giờ lên đây đo không được 1m10. Là sao? L1 không đi nào?
Nhưng mà lúc nãy ở ngoài kia đo mất 1m11 mà giờ đến đây không được đến 1m10. Chán. Ơ là sao nhỉ? Hả? Thôi đi đi. Lên à, bên này lên à? Ủa, không phải lên, lên đâu, đi xuống mà. Linh hiểu rồi mà. Ơ vào đi. Thôi đi theo họ kia. Đây, cho lôi con Phi hả? Phi chơi hả? Ví dụ như đầu mà mình ấy quá thì mình có thể đổi rồi. Yeah. Rồi. Phi đi. Phi đi. Wow. Ngăn thua. Không quay được. Phi đi. Mạnh lên. Cố đi. Wow. Không biết vì rồi. Wow. Không được rồi. Wow. Chậm chậm thôi. Đưa đưa chú ném vào này. Này. Chú ném vào này. Đưa đây, chú ném vào này. Dạ cho kia lấy gói chị nè, một cái vào là có gói không về nè. Wow. Ui. Sao nhỉ? Đá cho là mà. Wow. Khó ơi. Có chỗ. Sao bên này chưa? Wow. Này. Ôi. Họ chúng đưa tặng gói không về đây. Wow. Hết rồi. Thôi đi thôi. Trả tiền đi. Trả tiền, trả tiền cho Lê ơi. Đấy, thích con nào, thích con nào, thích con nào. Thích con nào lấy đi kìa. Ê, con lấy con nhỏ ấy. Con này về chơi con to này. Lấy con nhỏ thôi. Ô, không bê đâu, chú. Con nhỏ thôi, con nhỏ thôi, con nhỏ thôi. Dạ. Đây, một con. Đi vào đây, lấy. Đây, 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 đây. Đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, thích con nào, thích con nào. Kìa. À, thích con nào. Màu hồng, màu hồng. Màu này đẹp đây. Cái này con gái. Cái này con gái. Cái này à? Cái này nha. Ôi, đi rồi. Ok, cảm ơn chú đi, cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn cô chú đi. Ok. Đây, trả tiền đâu này chị ơi. Trả tiền đâu này anh nhé. Dạ, mà để tiền vào đây giúp cho bạn. Chuyển khoản đấy.